nó trái ngược hoàn toàn với cái lối chơi của cả hai người chơi đường trên. Tôi nghĩ rằng Zest sẽ có thể pick được nhiều những con đấu sĩ trong kèo đấu với các tướng chống chịu của Doran, nhưng ngược lại, Doran là người dùng đấu sĩ để đối đầu cùng với chống chịu của Zest. Và đội hình của T1 trong ván thi đấu này thì họ đang all-in về khả năng giao tranh tổng với nhiều những con bài mạnh về giữa và cuối ván đấu. Những đi đường thì đó có thể sẽ là một thiệt thòi dành cho bên phía của T1 ở trong ván thi đấu đầu tiên này, khi mà Gen.G đang có nhiều những chất tướng phục vụ khâu đi đường rất tốt, đặc biệt là lợi thế bên phía đội 2 thì Gen.G đã có counter pick dành cho Doran. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta đến ngay với ván đấu đầu tiên trận chung kết của LCK mùa hè năm 2022, cuộc đối đầu giữa T1 và Gen.G. T1 đã thắng trong cái cuộc tung đồng xu trước trận đấu và có quyền chọn bên trong phía đội 1, và họ đã chọn đội 1, Gen.G đội 2. Đó là một tình huống mà tôi nghĩ rằng cái điều mà chúng ta nói trước đó thì bên phía của Doran cũng dễ dàng nhận thấy. Khoảnh khắc mà con On lên được cấp 6 sau đó đổi thiêu đốt là biết là bên phía của đối phương đang có ý định tấn công khu vực đường trên rồi. Cho nên công việc của Doran cũng khá là, tôi nghĩ rằng cũng khá là nhẹ nhàng, nhưng ta cần sự tỉnh táo để làm được cái việc nhẹ nhàng đó là lui khỏi tầm tấn công của Zed để không bị đe dọa. Đang có một pha triển khai ăn rồng đến từ bên phía của Gen.G mà không có câu trả lời, bởi vì vừa rồi thì Honor đã bị lộ hình. Tôi nghĩ không hẳn là lộ hình, bởi vì trước đó chỉ là đoán của Doran mà thôi. Nhưng sau đó với hoa soi sáng, họ biết được Honor là ở cánh trên, và như vậy là rồng miễn phí dành cho bên phía của Gen.G. Một quyết định đổi mục tiêu đến từ phía Gen.G, họ có tầm nhìn cho tình huống khởi động sứ giả của Honor. Nhưng quyết định của Peanut là chạy thẳng xuống khu vực nửa dưới bản đồ để thực hiện một pha kiểm soát rồng. Jovi vừa về nhà và hoàn thành mặt nạ thống khổ. Etafarm cực kỳ ghê và có được lượng tiền rất lớn, có được đồ thần thoại sớm. Khi trở lại thì anh ta bị cú hút đến từ sứ giả lấy đi tương đối nhiều máu trụ, và đúng là T1 bây giờ không thể nào kỳ vọng rằng một con sứ giả sẽ mang lại trụ một được cả đường trên chuẩn bị có băng trụ. Và chiến binh tận thế Boraban dồn vào Zed đang gặp nguy hiểm, anh ta tốc biến đi, hất tung được chỉ một người mà thôi, nhưng sát thương từ trụ đang là rất nhiều và anh ta đang cố gắng lui ra khỏi trụ. Zed đã có một pha xử lý chống băng trụ cực kỳ kinh dị. Thực sự đó là con số rất nhỏ và nó chưa thể tác động tới ván đấu được. Vẫn đang là một thời điểm mà cả hai farm hòa, và cái tình huống tấn công vừa rồi của Gen.G tiêu tốn của họ hai chiêu cuối. Ui, phát tốc nhỏ rồi, Jovi bị chân lại, rất nhiều CC dồn vào và đó là chiến công đầu dành cho Faker. Một con mắt đã khiến cho Jovi phải nằm xuống. Nhịp farm của anh ta đã bị khựng lại rồi, và Faker đã có một tiếng xử lý vô cùng quyết đoán, và cặp đôi đường dưới của T1 cũng đã có một tiếng ramming bất ngờ. Họ có thể ăn được trụ một đường giữa, họ đang có 3 người ở đây. Vẫn còn một lớp giáp trụ, và bộ đôi đường dưới của Gen.G là Ruler, Lehen và Cabinet cũng đã phải di chuyển ra khu vực đường giữa để có thể ngăn chặn. Tôi không biết là trang bị này thì anh ta lên nhầm hay là lỗi hình ảnh nữa. Còn đây là tình huống tiếp tục là Gen.G thể hiện khả năng kiểm soát rồng của họ. Họ đang hướng tới con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu. Còn T1 thì hướng lên cánh trên nhằm khai thác một con nào chắc không còn tốc biến của Doran, cũng như hướng tới sứ giả hải. Keria thì không còn chiêu cuối nữa, nhưng giải băng của anh ta đã trúng. Doran đang lướt về phía trụ, nhưng đây là một tình huống mà T1 đang có tới 3 người ở đây. Doran còn chiến binh tận thế, nhưng T1 lợi thế này là rất lớn. Họ chỉ cần phân chia sát thương tốt, và đó là Keria vào trước đang đi bộ ngược trở ra. Doran chống cự bằng khả năng hồi phóng của mình, nhưng anh ta liệu có được hay không? Ta vẫn đang cố gắng làm được một nhịp nữa. Đó là Honor với pha dứt điểm 2-0 cho T1. Doran đã có quay giới trụ cực kỳ tốt trong tình huống vừa rồi với chiêu huyết cùng với chiến binh tận thế, nhưng việc anh ta sống sót là điều không thể trước áp lực đến từ 3 thành viên của T1. Họ phân chia sát thương giới trụ cực kỳ tốt và vẫn có sát thương dứt điểm Doran trong tình huống vừa rồi. Tôi cứ ngỡ rằng đó sẽ là bộ 3 thiếu sát thương, vì đó là ngộ không Ari cùng với Amumu, không có carry chủ lực. Nhưng họ vẫn cái ma của thứ hai của mình trong ván thi đấu này. Họ chấp nhận rằng sẽ mất rồng tại khu vực đường dưới, họ sẽ mất thêm cả trụ 1 trước áp lực đến từ Chovin, Pinus cũng như Lehen, nhưng họ bù lại họ cũng sẽ có những thứ tại nửa trên bản đồ. Tôi nghĩ rằng nếu như đánh đúng thì bên phía của T1 sẽ có tới không hai trụ được, tại vì vẫn còn dịch chuyển của Doran lên khu vực đường trên. Họ sẽ có trụ một đường giữa. Tôi nghĩ rằng trao đổi như thế này thì bên phía của T1 không lỗ, tại vì trụ một đường giữa nó vẫn tốt hơn so với trụ một đường dưới. Còn Faker vừa phải dùng phi hồ để thoát khỏi pha tấn công của Doran ở khu vực cánh trên. Không phá đủ mắt hay chưa, vừa rồi đã có một tình huống dùng thấu kính vào. Binet đang cố gắng di chuyển, Gen.G vẫn muốn cạnh tranh con rồng này. Chovy đang cố gắng làm mềm đối phương. Xung điện không trúng, rồng vào khoảng chừng 5.000 máu. Binet và Honor sẽ cạnh tranh trừng phạt với nhau, nhưng Honor đã phải dùng chim mồi lên phía trên với áp lực sát thương đến từ bên phía của Gen.G. Rồng đang trong tầm kiểm soát của Binet. Pha lao vào đến từ Faker, đó là rồng dành cho bên phía của T1, và họ đang dồn sát thương vào người của đối phương, đó là hai thành viên của Gen.G. Doran tốc biến bỏ chạy với một chấm máu, anh ta chưa nằm xuống. Cầu đền của T1 đang bị kẹt. Ruler bật chiêu cuối, Ruler dùng thanh tẩy, Ruler dứt điểm được kia
area và Rula đang có rất nhiều khoảng trống sáng của Messi bắt đầu lên tiếng và T1 đang tan vỡ hoàn toàn cái tốc pha này. Factor cũng bị kẹt lại và cả đồng đội của anh ta là ở phía bên ngoài là Z cũng đã gục ngã. Và ngay thời điểm giao tranh thắng đến từ phía Gen.G thì con Baron nó xuất hiện trên toàn bản đồ. Một pha xử lý mà các thành viên phía của T1 đã bị thiếu sát thương để có thể dứt điểm các chống chịu tuyến trước của Gen.G. Phoenix cũng như Doran đã hút rất nhiều sát thương trong pha vừa rồi và họ không phải lên bảng. Đó là một pha mà Doran cùng với Phoenix đã hút gần như toàn bộ tài nguyên của phía T1. Mặc dù họ mất đi con rồng nguyên tố thứ 3 của ván thi đấu này nhưng không vấn đề gì cả. Còn đây là một pha mà Doran không nên quá mạo hiểm trong việc tấn công Guma làm gì cả. Họ đã có một lợi thế rất lớn sau những giao tranh vừa rồi với tổng cộng là 4 ma gục và có thêm cả con Baron từ thời điểm cực kỳ sớm. Anh ta có thể không có ma gục sớm nhưng anh ta vẫn bám farm theo thời gian và có được một lượng sức thương đầu ra trong vừa rồi là vượt trội hoàn toàn so với Guma UC. Còn đây là pha mà Honor đang muốn vòng ra phía sau Ruler với một cái lốc xoáy sẵn sàng. Nhưng cơ sở để tấn công có vẻ là không nhiều. Hòa rất nhiều triệu. Họ đang bắt đầu tấn công, họ bắt Ruler, Ruler không tốc biến, anh ta vẫn lao được qua tường. Faker lao theo với phi hồ và xạ thủ của Genji đã bị giữ chân lại. Anh ta không thể chịu được. Và đó là một tình huống khai thác cực kỳ tốt của T1. Cái giá phải trả tôi nghĩ rằng không đắt một chút xíu nào cả. Họ mới chỉ mất đi một trụ đường trên mà thôi. Nó có thể sẽ làm chậm đi cái nhịp tận dụng Baron đến từ bên phía của Genji cho tình huống này. Và đó là một góc vòng mà Honor có lẽ đã vòng qua được đủ cái lượng tầm nhìn đến từ bên phía của Genji rồi. Baron power play không hẳn là một con Baron power play quá khủng khiếp đến từ bên phía của Genji, vẫn còn cơ hội cho T1 trong ván thi đấu này. Và đây là Kyria. Kyria có thể bị bắt lại. Anh ta không có tốc biến, anh ta cũng không có nhiều khả năng chống chịu. Binet vẫn đang tràn theo và quay ngược trở lại cũng không giải quyết được vấn đề. Kyria nằm xuống với điểm hạ gục dành cho Doran. Lúc này thì Guma UC cũng chưa thể nào có được món chuẩn bị thứ ba và quyết định đưa ra T1 là bỏ con rồng nguyên tố này khi họ không có đủ tầm nhìn tại đây. Lính đường giữa hay lính đường dưới của họ đều không thuận lợi trong việc kiểm soát con rồng nguyên tố thứ 3 của Genji. Đây là con rồng nguyên tố thứ 4 của ván đấu rồi và nó sẽ là rồng lửa đầu tiên cho Genji trong ván thi đấu này, chạm ngưỡng 3 rồng rồi. Một cú sức mạnh rất đáng kể cho đội bên phía của Genji. Và nếu như tình huống tranh chấp trừng phạt tiếp theo đây ở tại con rồng nguyên tố thứ 5 của ván đấu và họ sẽ giành lại được cái quyền kiểm soát tầm nhìn khi mà Genji lui về. Khởi động Baron luôn. Trước khi đang muốn ép Baron à. Đánh nhanh thật sự, tốc độ ăn Baron của họ rất nhanh. Ruler đang từ nhà chạy ra và ngay lập tức Doran phải xuống. Doran bắt buộc phải xuống để lấy thông tin. Phoenix cũng đang tràn tới kia ra tung chiêu cuối trúng ba người. Hỏa Dương hiệu triệu được kéo. Phoenix tốc biến bỏ chạy nhưng người kẹt lại đó là Lehen. Và điểm hạ gục dành cho bên phía của T1 nhưng họ đã đầu tư khá nhiều tài nguyên. Pha giao tranh có lẽ tạm thời dừng lại tại đây. Một tình huống bắt lẻ nhưng chỉ bắt được Lehen mà thôi. Phoenix yếu máu, Phoenix vừa phải bấm B về để hồi phục. Nhưng đây là pha 3 đánh 5 mà bên phía Genji vẫn có rất nhiều tài nguyên để có thể giao tranh. Xỉa, vừa rồi thì lính cát vẫn xỉa tới và Honor bị mất khá là nhiều máu. Chovy đang di chuyển vào, Ruler cũng đứng ngay bên phía bên ngoài. T1 có thể có được Baron nhưng cái giá phải trả đi. Họ bắt được Chovy, họ kiệt sức Chovy, Chovy bấm đồng hồ Baron dành cho T1. Và bây giờ họ đánh sang người, Chovy đẩy một pha phân chia thiên hạ. Anh ta vẫn còn máu nhưng đã phải nằm xuống. Phoenix đang cố gắng giữ chân T1 lại. Ruler né rất tốt pha hồng gió và Ruler bắn hết. Đó là quách ra kill dành cho Ruler. Anh ta sẽ tìm kiếm của Penta kill của mình. Xung điện sẽ không trúng. Và pha này thì là Baron và T1 nhưng họ mất gần như là toàn bộ đội hình. Và đợt lính đường dưới của T1 đang tiếp cận, nó đã mang lại một trụ dành cho họ trong tình huống này nhưng vẫn đang phải giao tranh ở trạng thái thua 4.000 tiền. Cùng với đó là áp lực đến từ lính tại khu đường giữa của Genji đang là rất tốt. Genji nếu giao tranh thắng trong pha này họ có thể đẩy thẳng vào khu đường giữa đợt lính đẹp, có thể giúp họ end game. Còn pha này thì Genji đang muốn rồng trước. Và Kyria, Kyria đang là người được chọn, anh ta bị dính xiềng xích địa ngục, anh ta bị giật ngược lại nhưng đồng đội của anh ta đã kịp cover cho Kyria lui về. Và pha này thì bên phía của T1 vừa mất đi một công cụ mở bởi vì họ đã không còn lợi nguyên sắc của vô sầu nữa. Binet đang đứng trong hang rồng, anh ta sẽ cạnh tranh trừng phạt và đó là linh hồn rồng lửa dành cho Genji. Pha đi lòn rất là xa của Honor nhưng mà anh ta đã đi ngang qua khá là nhiều lộ tầm rồi, nhìn thôi xong. Một cái thấu kính để lại khiến cho Honor đang bị lộ diện và đang có một cuộc săn đuổi từ bên phía của Genji. Lehen phá trước cái hạt không nổ để có thể hạn chế bớt khả năng thoát đến từ Honor. Và bộ đuôi từ bên phía của Genji đã bắt được Honor và liên tục là những tình huống tăng tốc đến từ Ruler. Phân chia thiên hạ được sử dụng và Honor nằm xuống ngay thời điểm mà Baron chuẩn bị ra. Đó là một góc vòng mà Honor đã đi qua một lượng tầm nhìn nhỏ đến từ một cái thấu kính của Genji và chắc chắn đây sẽ là Baron miễn phí mà thôi. Chẳng nhẽ bây giờ 4 đánh 5. Có sát phép. Liệu có một cơ sở nào để cho T1 tìm được cách để cướp con Baron này hay không? Họ bắt buộc sẽ phải lao vào pha này. Ruler bắt đầu bắn trước lấy lợi thế. Bola băng tung vào, rớt
buộc phải chạy nhưng ta vẫn bị dính một tình huống giữ chân lại. Và Lehen cộng với Ruler đã càng quét lên một cú hóa dương hiệu triệu rất đẹp nhưng Ruler vẫn sống. Và Zed Faker Keria nằm xuống. Gumayusi đang chạy. Một mình anh ta bắn nổi pha này không? Anh ta lấy được giáp thiên thần của Ruler. Nhưng phần còn lại của Genji đã tới. Và Gumayusi đang chạy. Nhưng đây không phải là hướng về nhà. Đây là hướng về phía khu vực đường dưới. Doran không cần phải dứt điểm Gumayusi. Mà tất cả những gì anh ta cần làm là giữ chân đối phương lại. Xiềng xích địa ngục bị vô hiệu hóa. Doran lui nhẹ về bởi vì sát Guma vẫn rất nhiều. Nhưng Doran đang làm đủ. Chỉ cần anh ta giữ chân Gumayusi lại thì ở thì anh sẽ không có ai để có thể phòng ngự cả. Doran đang cố gắng tìm kiếm. Guma bắt buộc phải đứng lại. Xiềng xích địa ngục đã trúng. Guma bấm đồng hồ. Doran đứng đợi. Và phát chắc đó nó bị vô hiệu hóa. Nhưng Guma vẫn còn tốc biến quay ngược trở lại. Lấy giáp thiên thần. Nhưng vấn đề là trong khoảng thời gian này Genji đang chạy thẳng về phía khu vực hang Baron. Và Doran, nhiệm vụ của ta đã được hoàn thành xuất sắc. Anh ta bật luôn chiến binh tận thế để dí tới. Và những phát đánh thương thì bạn không thể nào né được. Và như vậy là con Baron cũng sẽ thuộc về bên phía của Genji mà thôi. Mặc dù họ chưa thể nào kết thúc quan đấu nhưng cơ sở để họ dẫn trước trong cặp trận BO5 này đang mở ra. Lượng sát thương là cực kỳ lớn đến từ tập thể của Genji ở trong ván thi đấu này. Khi mà cách biệt về tiền là 10.000 tiền thì lượng trang bị theo đó cũng đang có những sự chênh lệch nhất định đến từ cả hai bên. Chưa kể linh hồn rồng lửa cùng với những lượng trang bị hiện tại nó có thể stack lại với nhau và hình thành những lượng sát thương vượt trội. Như các bạn thấy, rớt chống chịu tuyến đầu của T1 đã chịu không nổi trước lượng sát thương đến từ Ruler cùng với Chovy. Và đó sẽ là đường lính xung cấp thứ hai để Genji có thể hướng tới việc kết thúc ván thi đấu này. Họ đang cân nhắc xem nó liệu có cần một pha lui về hay không. Và cú xung điện rồi khiến cho Gumayusi mất nửa cây máu. Đây là con Zeri đầy đủ trang bị cho nên điều này không có gì bất ngờ cả. Và quyết định của Genji là đánh chắc chắn. 14 giây nữa chúng ta sẽ có con rồng ngàn tuổi. Và Genji đang di chuyển ngược trở lại. T1 hiện tại đang không có bất kỳ một tầm nhìn nào ở trong khu vực rừng của mình cả. Và đang có một cái chốt mà Doran đang chặn. Anh ta sẽ là người đứng lại để lấy thông tin và chặn đường tiến của T1. Trong khi đó thì đội hình của Genji đang xử lý con rồng này với một tốc độ khá cao. Và bên phía T1 không tới kịp rồi. Honor rất nỗ lực nhưng không thể nào tới kịp cú hỏa dương này. Nó chỉ là để rút lui mà thôi. Và đó là một tình huống xử lý mà các thành viên phía của Genji đã cho thấy cái sự chắc chắn của mình. Họ không vội trong việc kết thúc ván thi đấu mà họ quyết định là đánh chậm và chắc sang cạnh các mục tiêu lớn. Bây giờ với lợi thế rồng ngàn tuổi, linh hồn rồng lửa thì ai cản nổi Genji kết thúc ván thi đấu này đây? Câu trả lời có lẽ là không. Faker biến lên nhưng Chovy rất tỉnh táo với pha tốc biến ngược trở lại. Và với 2-3 bùa rợi mạnh nhất ở trên người của mình thì vấn đề chỉ là thời gian để cho Genji kết thúc ván đấu đầu tiên này mà thôi. Khi mà Faker rồi cũng đã phải sử dụng rất nhiều tài nguyên của mình. Bola bạc được ném thẳng vào đầu của Zed, khổng lồ hóa được dùng luôn. Và Zed bắt buộc phải tốc biến ra, Kira lao ra. Nhưng không có góc để ta giữ chân. Đó là Ruler phía bên ngoài bật xung điện cao thế. Bật luôn điện đặt điểm của mình lên để có thể bắn hết tất cả mọi thứ trước mặt. Không còn trụ bảo vệ nhà chính nữa. Zed lao lên hất tung Ruler. Nhưng mọi cơ hội của T1 trong ván đấu đầu tiên này đã kết thúc. Và đây sẽ là thắng lợi đầu tiên dành cho Genji trong loạt BO5. Thậm chí đó có thể là Pentakill chăng? Không có Pentakill dành cho Ruler nhưng nó cũng chẳng cần thiết nữa. Đó là một chiến thắng dẫn trước dành cho bên phía của Genji theo một kịch bản quen thuộc. Đó là Zeri trong tay của Ruler vẫn tìm được lượng sát thương đầu ra và anh ta có liên tục là những cú multi kill, một cú triple kill, hai cú quadra kill. Và kể cả là một con Zeri không có Yuumi, anh ta vẫn bắn tất cả mọi thứ trước mặt.